Xin chào quý vị. Trong livestream này, Liên sẽ trình bày cái đề tài tên là Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới coi cảm xúc của mình là kẻ thù. Kỳ lạ không quý vị? Trong khi đó, tiến sĩ Lê Thẩm Dương nói là cảm xúc là kẻ thù của thành công. Nhưng mà Liên thì nói là ai mà coi cảm xúc là kẻ thù thì người đó là ngu xuẩn. Hai người này mâu thuẫn nhau ha. Quý vị muốn nghe theo lời ai đó là quyền của quý vị. Nhưng mà sự thật là quý vị không nên nghe theo lời chỉ một người, mà hãy tham khảo nhiều nguồn, nhiều đối tượng, nhiều nhiều chuyên gia khác nhau, nhiều trường phái khác nhau, nhiều viện nghiên cứu khác nhau, nhiều sách vở khác nhau, đúng không? Câu chuyện nó bắt đầu từ bên từ lúc cái này nè. Thì quý vị biết là trong những livestream trước á, Liên có từng có trình bày là Liên bị trầm cảm rất là nặng, và Liên bị trầm cảm từ hồi năm 98 cho tới bây giờ á, là cũng 20 năm ha. Và bây giờ thì hết rồi. Tại sao? Tại vì Liên hiểu được là cảm xúc của mình nó là bạn thân của mình chứ không phải là kẻ thù của mình. Và khi mà mình hiểu được bạn cảm xúc là bạn thân á, thì cảm xúc nó sẽ giúp đỡ mình rất là nhiều. Xin chào Hân Ly hay là Hùng Lý hay là Hưng Lý. Xin cảm ơn những quý vị đã thả tim. Quý vị phải comment á, thì quý vị comment nhiều á, thì mới được cái danh hiệu là fan fan cứng hả, top fan á. Ly xin chào, Leona Tran xin chào, Triệu Phạm hay Triều Phạm gì đó xin chào, top fan An Bình. Thì khi trước khi bắt đầu cái livestream này, Ly xin cũng xin nhắc nhở quý vị là hãy ký cái thỉnh nguyện thư mà Liên mở ra, cha Bùi Phong đã mở đã gửi trên Nhà Trắng á, để gửi cho Nhà Trắng á. Mục đích của cái thư này là để kêu gọi Hoa Kỳ tái hợp cái hiệp định hội nghị quốc tế để xử lý cái việc Trung Cộng và Việt Cộng vi phạm hiệp định Paris. Và nếu mà chính phủ Mỹ dùng cái công cụ này thì có thể tránh được chiến tranh trên Biển Đông, và có cách để Việt Nam mình đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa. Là tại vì khi mà Trung Quốc chiếm Hoàng Sa năm 74 thì lúc đó là Hoàng Sa thuộc về chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy chỉ có Việt Nam Cộng Hòa mới đủ chính danh để đòi lại cái Hoàng Sa từ Trung Quốc. Và cái hiệp định Paris có ghi rõ là phải bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ, không có dùng vũ lực. Nhưng mà Trung Quốc đã dùng vũ lực và xâm chiếm Hoàng Sa, tức là đã vi phạm hiệp định Paris. Thì nếu mà thế giới họp lại để mà xử lý cái việc này thì chúng ta sẽ lấy lại được Hoàng Sa một cách êm thấm. Xin quý vị hãy vì dân tộc mà ký cái thỉnh nguyện thư ha. Chúng ta cần 100.000 chữ ký trước ngày 15 tháng 4. Hãy kêu gọi bạn bè, hãy tham gia những cái nhóm Facebook mà có nhiều thành viên và post ở trong nhóm đó để mà được nhiều người đăng ký ha. Xin cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị. Và bây giờ xin được tiếp tục cái livestream về cái chuyện cảm xúc là bạn thân của mình, và ai coi cảm xúc là kẻ thù thì người đó là ngu xuẩn. Có rất nhiều người dị ứng cái chữ ngu xuẩn của Liên, Liên hiểu. Nhưng mà sự thật, cái chữ ngu xuẩn, quý vị lấy chữ gì để thay thế? Lấy cái chữ là chưa được khôn, lấy cái chữ là không tốt lắm hả, hay là hơi ngu ngu á. Cái chữ ngu xuẩn nó chẳng có gì xấu vậy, nó cái nghĩa của nó rất là đầy đủ và không có gì xấu xa khi dùng chữ ngu xuẩn, vì nó là tiếng Việt. Ngu thì mình nói ngu, hay là nói dốt ha. Chỉ có những kẻ dốt nát mới coi cảm xúc của mình là kẻ thù. Liên không có thấy cái chữ dốt nát nó hay hơn cái chữ ngu xuẩn ở chỗ nào hết à. Ai trong quý vị thấy hay đó là quyền của quý vị. Liên thấy chữ ngu xuẩn với chữ dốt nát nó giống nhau. Xin chào anh Louis Tenzin Sonam, chào Trương Thị Hà, chào Trần Nam, chào Lợi Trần, xin chào Kim Ly, chào Nguyễn Phúc Hưng, chào Thái Sơn top fan, Trương Khắc top fan xin chào, A Hân P2 xin chào, Jack Jack Ryan xin chào, xin chào top fan Khánh Quốc Lê, xin chào top fan Trịnh Dũng. Ok.
À, Lại Trần nói bây giờ Việt Nam Cộng Hòa ở đâu mà đòi. Trong những livestream trước Liên đã nói rất nhiều lần là chính phủ hợp hiến Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn hiện hữu và vẫn được thế giới công nhận. Cho nên Lại Trần hãy đi coi những cái livestream mà Liên làm tối hôm qua đó. Coi lại đi, thì sẽ có câu trả lời ha. Ok, vậy thì cái câu chuyện nó bắt đầu là như vậy quý vị. 20 năm nay Liên bị trầm cảm nặng lắm. Trầm cảm tới cái mức mà không không ngủ được, và ăn rất nhiều, ăn tới mức mặc ú tù lù, và thậm chí là đã có một thời gian rất dài Liên chỉ muốn chết chứ chẳng bao giờ muốn sống. Cũng may là Liên chỉ muốn chết không muốn sống, nhưng mà Liên chưa bao giờ muốn tự tử, tại vì Liên hiểu được rằng cái chuyện tự tử á, nó rất là tàn nhẫn đối với người thân của mình. Vì sao? Vì cái chuyện tự tử nó làm cho người thân của mình cảm thấy có lỗi với mình nhiều quá, và họ sống trong đau buồn vì sự mất mát, rồi họ còn phải sống trong sự cảm giác tội lỗi vì đã không giúp đỡ mình để mình phải tự tử, trong khi đó thật sự là người thân mình đã chẳng có lỗi gì hết. Nhưng mà thường khi mà trong gia đình có một người tự tử thì người thân thường có cảm giác có lỗi là vì đã để cho người đó tự tử. Trần Nam nói là dùng từ ngốc hay từ khờ thì nó nhẹ hơn là từ ngu xuẩn, nhưng mà mình đâu có muốn nhẹ đâu, mình muốn cho nó đúng nghĩa mà. Triệu Võ nói là bên trang của Trương Quốc Huy và Trần Nhật Phong rất đông khán giả, cố gắng liên hệ đi chị. Đã liên hệ nhưng họ từ chối ha. Đã liên hệ nhưng họ từ chối. Xin cảm ơn ý kiến của Triệu Võ, mà ai liên hệ được hai người đó thì xin cảm ơn, chứ hai người đó từ chối liên rồi. Ok, xin chào Mercury HN. Ok, thì trở lại với cái chuyện là Liên từng bị trầm cảm như vậy, mà tại sao bây giờ Liên lại hết trầm cảm, là tại vì Liên hiểu được một cái điều mà Liên sẽ chia sẻ với quý vị đây. Ngày hôm kia đó, mấy bữa nay nè, Liên cảm thấy là không có làm livestream được, tại vì tinh thần nó không có được thoải mái, nó không có được tốt. Cho nên nói chuyện nó không có năng lượng, mà nó cũng không có sự sáng tạo, phải không? Thì ngày hôm kia đó, hôm qua, hôm kia tự nhiên Liên thức dậy, Liên thấy nó buồn. Nó buồn không tả được, mà mình cũng chẳng biết tại sao mình buồn. Nó ủa, đời mình có cái gì buồn đâu mà mình buồn, nó có chuyện gì xảy ra đâu mà mình buồn. Và lúc đó là không có muốn làm việc, không có muốn làm gì hết, tới độ mà mình ở ngay cái khu này là có suối nước nóng tự nhiên khắp nơi, mà mình cũng không có muốn xuống suối nước nóng nữa, tại vì mình thấy ủa, ngày nào mấy nay ngày nào cũng đi xuống nước nóng rồi, bây giờ xuống suối nước nóng nữa thấy nó chẳng có gì đặc biệt. Phương Thị Trần nói là ngâm suối nước nóng thích quá chị ạ. Ôi giờ thích lắm luôn á, tôi ghiền luôn á, hèn tôi ở đây một tháng rồi mà tôi chưa thấy đủ. Ok, thì cái hôm kia đó là Liên cũng thấy chán luôn cái suối nước nóng, quý vị thấy kỳ lạ không? Và lúc đó Liên thấy là cái điều duy nhất Liên muốn á, là chui vô giường đắp mền, đóng hết cửa sổ lại, tắt hết đèn, chui vô giường đắp mền nằm một đống. Và Liên cảm thấy đó là cái điều duy nhất Liên muốn lúc đó, thì thôi Liên làm. Liên chui vô giường, đóng cửa sổ hết lại, tắt đèn, nằm đóng, cái là Liên ngủ quên luôn. Liên ngủ mấy tiếng đồng hồ Liên dậy, Liên ngủ mấy tiếng đồng hồ Liên dậy thì là Liên vẫn còn thấy buồn. Nên là ủa, tại sao Liên lại buồn? Liên đâu có lý do gì để buồn, đâu có chuyện gì xảy ra đâu mà buồn, không có ai làm gì cho Liên buồn, Liên cũng chẳng mất mát cái gì hết, tại sao Liên lại buồn? Liên không thua cuộc, Liên không mất mát, Liên không thi rớt, Liên không gì hết, mất mới gì Liên buồn. Thì và Liên nghĩ là mấy bữa nay Liên ở cái khu này có suối nước nóng, ngày nào Liên cũng đi ngâm suối nước nóng thì rõ, thì đâu có lý do gì mà Liên mệt mỏi, phải không? Cái là Liên nói sao kỳ vậy ta. Cái Liên nói ok, thì đó, lúc lúc nó thức dậy Liên vẫn thấy buồn. Cái Liên nói không lẽ bây giờ mình lại trầm cảm lại, trời ơi, Liên mình hết trầm cảm rồi mà. Cái Liên lại đi mua cà phê. Liên mua cà phê latte, thì quý vị biết là Liên ghiền cà phê latte. Cà phê latte nó chỉ có nghĩa là cà phê đậm espresso á, pha với lại sữa nóng, chỉ có vậy thôi, mà đánh lên cho nó nổi bọt, nó gọi là cà phê latte. Thì tiếng Ý nghe cho nó sang, chứ thật ra nó chỉ là cà phê sữa tươi. Thì Liên mới đi mua cà phê latte, rồi Liên để cái tai nghe lên, Liên nghe nhạc, Liên đi vòng vòng. Thì ở đây rừng núi rất là đẹp quý vị, núi chập trùng rồi suối róc rách rồi,
Trời thì lạnh rồi cái nước suối thì nó nóng cho nên nó bay cái hơi lên nó mờ 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 rất là romantic, tiếng Việt là gì, rất là hữu tình ha. Thì lúc đi đi một hồi thì Liên thấy có nó có cái chỗ nó xây mà cái nhà bằng bằng gỗ theo kiểu truyền thống của Nhật á, thì nó có cái hồ để người ta ngồi ngâm chân và người ta nhìn cái cảnh núi rất là đẹp. Cái Liên ngồi đó, Liên vừa ngâm chân nước nóng, suối nước nóng, Liên vừa nghe nhạc, Liên vừa uống cà phê latte. Xong cái lát nữa cái hết nhạc hết cà phê, cái Liên đứng dậy, Liên nói chắc Liên phải đi chào cái cô kia, cái cô bạn ở gần đó, tại vì lâu quá không có chào hỏi. Tới đây cũng bắt đầu làm quen người này người kia. Cái Liên đi chào hỏi cái cô đó xong thì là cái Liên nhận ra là Liên hết buồn, Liên nhận ra được rồi thì Liên hết buồn. Nói ok hết buồn thôi đi về nhà làm việc. Thì đi về nhà Liên làm việc thì Liên lại thấy buồn lại. Cái ngày hôm sau Liên sáng Liên thức dậy, Liên không có thấy buồn nhưng mà Liên nhớ là hôm qua Liên buồn và hôm nay Liên không có thấy buồn nhưng mà Liên không có muốn làm việc. Thì Liên nói chuyện với bà coach của Liên, Liên có cái bà coach, bà người da trắng. Bà Liên mới nói chuyện với bà thì bà nói chứ có nhớ không, có một lần Liên nghỉ 2 ngày rồi mà Liên vẫn cứ chưa đã, Liên nghỉ thêm 1 ngày nữa nó mới đã đó. Cái Liên nói nhưng mà mấy nay tôi đâu có làm gì đâu mà tôi phải nghỉ, mấy nay ngày nào tôi cũng ngâm suối nước nóng, tôi làm việc cả ngày rồi chiều về tôi ngâm suối nước nóng rồi tôi mới đi ăn cơm rồi tôi đi ngủ, sướng quá rồi còn gì đâu. Cái bà nói thì nói chuyện cũng nhiều. Xong rồi sau đó Liên không nói chuyện với bà nữa, thì Liên có một cái cuộc họp với lại cái ủy ban vận động tái hợp Hiệp định Paris á. Cái Liên họp xong rồi cái Liên dẹp hết, Liên đi vô cái suối nước nóng, một cái suối nước nóng ở gần đây nè mà Liên chưa đi. Thì bây giờ đi thử thì đó là cái suối nước nóng tự nhiên nhưng mà nó có rất nhiều chất sắt cho nên cái nước nó nâu, nước nó đầy, nó có rất nhiều cái ion sắt á, thì khoáng chất sắt. Thì Liên nằm ở trong đó, Liên nằm trong đó chỗ đã tới chiều rồi cái Liên dậy, Liên đi lang thang, Liên đi lang thang, Liên lội tuyết, Liên phá tuyết rồi Liên đá tuyết rồi Liên quăng tuyết rồi. Liên nằm dài ra tuyết rồi. Rồi đi coi mấy cái thác nước ở nào, ở đây rồi rừng. Ồ, đã rồi, sáng nay Liên ngủ dậy. Thì tối hôm qua là bắt đầu Liên làm livestream được rồi, quý vị thấy không? Mà sáng nay bây giờ Liên lại làm livestream mà quý vị thấy thái độ của Liên nó rất là energetic, tức là nó đầy năng lượng, đúng không? Chứ nó không có rủ rượi, nó không có ủ rũ. Mà Liên quý vị thấy hết tóc Liên nó cũng đẹp phải không? Nó bóng mà nó phồng phồng chứ nó không có sơ sát phải không? Điều đó nói lên là gì? Nói lên là sự thật, cái lý do Liên buồn 2 ngày hôm nay á không phải là Liên bị mất mát, cũng không phải là Liên bị ai ai chơi xấu, cũng không phải là Liên thất bại, mà chỉ vì Liên mệt. Đúng là cái con người Liên nó là như vậy quý vị, con người Liên á thuộc cái hạng mà nếu mà Liên không buồn, Liên không trầm cảm á thì Liên không bao giờ nghỉ ngơi, Liên không bao giờ nghỉ làm việc. Thì rõ ràng là cả tháng nay Liên ở đây không, cái vùng núi này nó vắng vẻ, nó không có ai đó, mà cái khách sạn này nó rất là đẹp, quý vị nhìn thấy sau lưng Liên là cái cảnh, cái phòng này là phòng truyền thống của Nhật, nó đẹp lắm, mà người ta rửa dọn hàng ngày rất là sạch sẽ, mà đồ ăn thức uống đầy đủ, nước uống rất là, nước ở đây thôi khỏi chê, nước trong lành lắm, hoàn toàn không có ô nhiễm gì hết, nước không ô nhiễm, khí không ô nhiễm, đất không ô nhiễm. Không có khói bụi, không có hóa chất, không có gì hết trơn á. Thì ngày nào Liên cũng làm việc nguyên ngày rồi chiều Liên nhảy xuống cái suối nước nóng, Liên Liên ngâm cho đã rồi Liên tắm rồi Liên dậy Liên ăn xong rồi Liên làm việc tiếp cho tới khi nào Liên mệt thì Liên đi ngủ. Thì Liên nghĩ là Liên không có mệt nhưng thật ra nó như vậy quý vị, con người mình á khi mà mình làm như vậy á, mình không có nghỉ một ngày nào hết á, thì là mình tưởng là mình không mệt chứ mình vẫn mệt. Đây là lý do tại sao mà bây giờ này quý vị thấy quý vị đi làm việc á,
luật lao động nó bắt người ta phải cho nghỉ 1 ngày hoặc 2 ngày không, để cho cái đầu mình nó ngừng suy nghĩ, nó ngừng làm việc, nó ngừng căng thẳng suốt 1 ngày hoặc 2 ngày. Còn như trong trường hợp của Liên là mỗi ngày Liên chỉ ngừng căng thẳng có 1 tiếng đồng hồ lúc mà Liên ngâm ở dưới suối, rồi Liên ngừng căng thẳng có 1 tiếng đồng hồ lúc Liên đi bộ nghe nhạc buổi sáng. Nhưng mà chừng đó nó không đủ, cũng giống như là quý vị phải ngủ nguyên một đêm nó mới đủ, chứ quý vị không thể là ngủ 15 phút rồi làm việc, đã rồi cái ngủ 15 phút rồi làm việc và không bao giờ ngủ thẳng nguyên một đêm thì không thể được. Cho nên là sau 2 ngày nằm dài nghỉ ngơi vì lý do mình tưởng mình buồn hả, mình thấy mình buồn và mình không làm việc nổi, thì mình mới hiểu là đúng là tại vì mình không có nghỉ ngơi, mình mệt chứ không phải là mình bị chán chường gì hết. Xin chào Tài Trương Top Fan, xin chào Trương Khách, xin chào Tuyên Phạm, xin chào Tâm Sen, xin chào Tuyền Phạm, xin chào Phương Thê Trần. Ok, thì chốt lại là vậy quý vị. Quý vị cái hãy hãy hiểu được rằng con người mình có cảm xúc là điều vô cùng quý báu. Cảm xúc nó là dấu hiệu để cho mình biết là mình có những cái nhu cầu mà mình cần phải thỏa mãn. Khi mà mình buồn là vì mình cần nghỉ ngơi á quý vị. Quý vị thấy thường á, khi mà mình thất bại mình buồn, mình mất mát mình buồn, mình bất lực mình buồn. Tại sao mình bất lực mình buồn? Bất lực nghĩa là mình đã cố gắng hết sức rồi mà không được, nó mới bất lực. Thì có phải cố gắng hết sức thì nó mệt quá rồi không? Khi mình mất mát mình buồn thì bây giờ mình đã bị mất rồi mà mình còn ráng thêm nữa thì mình mất thêm. Cho nên á, cái vì cái bản năng sinh tồn nó bắt mình nghỉ ngơi đi, để khi mình khỏe lại rồi mình đi tìm cái khác. Còn bây giờ mà mình mệt như vậy mình còn ráng, mình kiệt lực luôn. Quý vị thấy có những người họ kiệt lực và họ chết, ví dụ họ đang đạp xe đạp cái họ rớt rồi họ chết luôn, hay là họ đang ngồi họp trong phòng họp rồi họ gục xuống họ chết ngay tại chỗ không? Đó là những người chết vì kiệt lực, kiệt sức. Thành ra là quý vị phải biết yêu mến cái nỗi buồn của mình, tại vì đó là cái dấu hiệu mà biểu mình phải nghỉ ngơi. Vì con người của Liên bây giờ Liên mới hiểu tại sao Liên bị trầm cảm lâu như vậy, là tại vì á Liên có cái tật á, là một khi Liên quyết tâm làm gì là Liên làm cho bằng được, Liên làm cho tới khi nào được thì thôi. Liên ăn với cái mục tiêu, Liên ngủ với mục tiêu, Liên nghĩ về mục tiêu, Liên uống Liên cũng nghĩ về, Liên vệ sinh Liên cũng nghĩ về mục tiêu, nghĩa là Liên luôn chăm 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 nhắm nhắm cho cái mục tiêu của mình và cho tới khi nào đạt được thì thôi. Và kết quả là cuộc đời Liên đã may mắn đạt được rất nhiều những cái mục tiêu đó, và cho nên là Liên tạo thành cái thói quen là sống chạy theo mục tiêu, sống chạy theo mục tiêu, và riết rồi thì một khi Liên chạy theo mục tiêu Liên không bao giờ nghỉ ngơi hết đó. Cho nên là tới lúc một thời gian thì cái cơ thể mình nó chịu hết nổi rồi thì là nó đổ bệnh trầm cảm, nó đổ bị bệnh trầm cảm. Thật ra cái điều duy nhất nó muốn nói với mình là nghỉ ngơi đi cái con nhỏ này, mày tham vọng quá, mày không chịu nghỉ ngơi, mày mà ráng thêm nữa mày chết luôn bây giờ, nghỉ mau. Nhưng mà nó nói hoài mà mình không nghe, mình cứ tiếp tục làm thì nó càng ngày nó trầm cảm càng nặng hơn, trầm cảm càng nặng hơn thì nó làm cho mình không còn sáng suốt nữa, nó làm cho mình không còn không còn thấy cuộc đời có gì vui nữa hết á. Và cuối cùng rồi là quý vị thấy những cái người mà bị trầm cảm lâu ngày á thì họ họ không có suy nghĩ sáng suốt nữa, họ quyết định cũng không có rõ ràng nữa. Còn những người họ hoặc là những có người thì họ sẽ không bị trầm cảm nhưng họ bị căng thẳng đó, và họ gắt gỏng và họ gây gổ đó, thì là những cái người đó là sẽ dẫn tới những cái bệnh chuyển hóa như là ăn không tiêu, hay là rối loạn tiêu hóa, hay là bị cao máu, cao mỡ, cao đường cái gì đó, hay là rồi bị đau nhức trên cơ thể, toàn là những cái triệu chứng đó, nó gọi là somatic manifestation, tức là gì, tức là cái biểu hiện trên cơ thể về về mặt sinh lý, nhưng thật ra nó là kết quả của tâm lý. Thành ra là khi mà quý vị buồn, quý vị phải hiểu đó là dấu hiệu kêu mình cần phải nghỉ ngơi, bỏ hết đi, đừng nghĩ tới lý do là mình buồn. Ví dụ mình bị mất người yêu, hay mình bị mất tiền, hay mình bị mất job hay gì đó, mình buồn, mình không muốn làm gì hết, thì mình đừng có nghĩ tới cái lý do là mình buồn,
mà chị hãy sống với nỗi buồn của mình thôi, hãy sống với nỗi buồn của mình thôi. Lúc đó cái nỗi buồn của mình nó kêu mình nằm dài thì mình hãy nằm dài, cái nỗi buồn mình nó kêu mình đi massage thì mình đi massage, cái nỗi buồn mình nó kêu mình đi ra biển, đi bộ lang thang ngoài biển thì cứ đi bộ lang thang ngoài biển. Hãy giải quyết cái chuyện đó, trừ khi lúc đó mình có những cái chuyện nó rất là nghiêm trọng, rất là gấp rút mà buộc phải giải quyết thì mình phải ráng mình giải quyết cho xong cái đó đi. Ngoài ra không có, nếu những cái vấn đề mà nó không gấp gáp đừng làm, nếu nó không nghiêm trọng đừng làm, bỏ hết đi. Những cái chuyện như là giặt áo quần hay là dọn dẹp nhà cửa hay là tưới cây tưới hoa gì đó, hay xếp áo xếp quần hay là mấy chuyện nó không quan trọng thì cái lúc mình buồn á đừng làm, nghỉ ngơi. Phương Trần đó là hy vọng chị sẽ gặp một anh bạn đồng hành khác hợp với chị hơn, sẽ ngâm nước suối với chị. Câu nói hay nhất trong ngày, cảm ơn. Chị đó sẽ tới. Ok rồi thì Linh xin thưa quý vị là như vậy. Cái lý do chúng ta có cảm xúc là vì cảm xúc nó là dấu hiệu cho mình biết cái nhu cầu của mình là cái gì. Cảm xúc nó cho mình cái năng lượng để giúp mình sống còn. Quý vị thấy là khi mà người ta bị tổn thương á, người ta mới nổi giận. Khi không có tổn thương không có ai nổi giận đâu quý vị. Quý vị có bao giờ thấy ví dụ nha, cái chuyện này thường xảy ra lắm. Ví dụ hai người bạn hay là hai anh chị em nó chơi với nhau, nó chơi cái nó lấy nó quýnh qua nó quýnh lại, nó quẹt qua nó quẹt lại, nó quẹt 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 chơi vậy thôi. Nó cái quẹt cái nó cười cười cười, nó cái nó quẹt cái nó cười, cái nó quýnh cái nó cười, cái nó châm cái nó cười, phải không? Cái hồi cái thấy nó khóc om sòm. Vì sao? Vì nó cứ quẹt qua quẹt lại vậy, nó lỡ tay nó quẹt mạnh quá cái là cái đứa kia nổi điên lên. À, cái đứa kia nổi điên lên cái là nó quẹt mạnh lại, cái là hai đứa đâm ra đánh nhau luôn. À, chuyện này xảy ra thường xuyên lắm. Làm điều đó cho quý vị thấy là gì? Người ta chỉ nổi giận vì có sự tổn thương. Khi không có sự tổn thương không ai nổi giận đâu. Và tại sao người ta tổn thương phải nổi giận? Là vì cái cơn giận đó, nó cho mình một cái nguồn năng lượng vừa nhanh vừa mạnh và nhất thời. Để chi? Để tự vệ. Để chống lại cái nguồn mà nó đang tổn thương mình. Để tiêu diệt cái nguồn mà nó đang tổn thương mình. Quý vị hãy tưởng tượng coi. Nếu mình gặp con cọp mà mình không nổi giận, mình không có chạy rầm thì làm sao mình chạy chạy được. Nếu mà mình gặp một người đang quýnh mình mà mình không nổi giận, làm sao mình quýnh được lại người ta đó. Cho nên quý vị thấy cái lúc mà mình giận á mình mạnh mẽ lắm. Cái lúc mà mình không có giận á, nhiều khi mình không có mạnh tới mức vậy là vì sao? Vì cái cơn giận nó cho mình cái nguồn năng lượng nhanh mạnh và tức thời. Và khi mình buồn á, mình thấy mình hết sạch năng lượng, mình không có muốn làm gì, mình nằm dài đóng. Là vì sao? Vì như nãy Liên nói, cái lúc mà mình buồn là cái lúc cơ thể mình nó hiểu được rằng mình đã cạn kiệt năng lượng rồi. Bây giờ phải nghỉ ngơi đi, nếu mà ráng thêm xíu nữa là nó cạn sạch sẽ luôn, là chết luôn á. Thành ra là mình phải biết tôn trọng cảm xúc của mình, phải biết quý trọng cái cơn giận của mình, phải biết quý trọng cái nỗi buồn của mình. Và con người mình á, nếu mà mình cứ buồn cái là mình nói trời ơi, tôi không có thích buồn, trời, tôi ghét buồn lắm, tôi muốn vui à, thì đâm ra là khi mình buồn mình còn giận nữa, mình khổ nha. Còn và vì mình buồn mình giận mình khổ thì là nó sẽ tiêu hao năng lượng nhiều hơn nữa, thì nó làm mình buồn nhiều hơn nữa. Quý vị có hiểu không? Cho nên là nó là cái vòng luẩn quẩn. Thành ra là khi mình buồn ấy, mình hãy nghỉ ngơi, mình hãy hãy nghỉ ngơi, hãy tôn trọng cái nỗi buồn của mình, và khi mình nghỉ ngơi đủ tự nhiên nó hết buồn rồi quý vị. Cũng giống như là khi mà mình giận á thì là nếu mà nó là cái mình có một cái nguồn tổn thương mình thật á thì mình sẽ rất mạnh mẽ và mình chống lại cái nguồn đó, xong cái là mình hết sạch năng lượng, cái mình nằm dài đóng, mình thở hộc 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 không, cái là mình hết giận. Nhưng mà nếu mà không có cái nguồn tổn thương thật, nhiều khi người ta vô tình người ta nói một cái câu, người ta nói một cái câu yêu mến trìu mến, một cái câu đùa giỡn thôi, nhưng mà nó vô tình nó làm cho mình cảm thấy bị tổn thương, cái là mình nổi điên lên mình quýnh người ta, cái đâm ra là mình mất cái mối quan hệ. Thành ra là cái khổ của cái chỗ là mình phải biết cảm nhận cái cảm xúc của mình một cách chân thành. Vì đôi khi á cái cơn giận của mình nó không tới từ một cái nguồn tổn thương thật, mà nó tới từ một cái suy nghĩ, nó tới từ một cái niềm tin. Nếu mình tin rằng cái hành động đó là sai
trong khi đó cái người làm họ tin rằng cái hành động đó đúng, thì là họ làm với mình vì họ có ý tốt, nhưng mình lại tin rằng đó là hành động sai, cái mình nghĩ họ sai, cái đâm ra nó lại gây gổ, nó lại giận hờn. Cho nên là cái quan trọng nhất là mình phải biết tôn trọng cái cảm xúc của mình. Mình phải hiểu được rằng khi mình buồn tức là mình cần được nghỉ ngơi, đừng cố gắng chống lại nỗi buồn, đừng cố gắng, đừng có bực tức vì mình buồn, đừng có chê bai người ta vì người ta buồn. Không có nỗi buồn vô lý bao giờ, không có cơn giận nào vô lý bao giờ. Còn mình sợ nghĩa là sao? Mình sợ nghĩa là nó có một cái gì đó, nó cho mình một cái dấu hiệu nguy hiểm, thì đôi khi nó chỉ là dấu hiệu, nó nhắc nhở một cái kỷ niệm quá khứ mình đã từng gặp nguy hiểm, và cái này không phải là nguy hiểm thật, nhưng rất có thể nó là nguy hiểm thật, nhưng nó là cái dấu hiệu mà mình cần phải quan tâm, mình cần phải xem xét. Và khi mình quan tâm, mình xem xét thì mình mới thoát khỏi cái sự nguy hiểm đó, thì mình mới được bình an, mình mới được sống còn, mình mới được khỏe mạnh. Thành ra là không có cái cơn sợ vô lý. Cái khổ của cái người dân Việt Nam mình, cái truyền thống Việt Nam mà chúng ta lớn lên không biết cho tới bây giờ vẫn còn chứ đâu có hết đâu. Liên có nhớ hồi nhỏ, Liên lớn lên là cứ mỗi lần mà mình buồn thế nào cũng có một người lớn đó mình á, chuyện gì mà cũng buồn, có gì đâu mà buồn, đi kiếm gì làm cho vui lên coi, ngồi buồn hoài vậy à, hoặc là mình cười mình vui vậy, cái thế nào cũng có một người lớn nói cái gì vậy mà cũng cười, nó sao mày ngu vậy mày, cái này mà cũng cười vô duyên. Hoặc là khi mình sợ cái là thế nào cũng có người lớn nói à, cái này có gì đâu mà sợ, ngu à, cái này mà sợ gì hả à. Xin chào top fan Ngô Hà, xin chào Khai Phạm, xin chào top fan Nguyễn Thu Hằng, xin chào Trần Việt Dũng, xin chào Đỗ Thanh Thảo, xin chào Phạm Bích Loan, xin chào Nguyễn Hải Hoàng. Ok rồi, thì những cái hành động mà chê bai con nít khi mà nó có cảm xúc như vậy, khi nó cười vui, khi nó sợ, khi nó giận, hay là mỗi lần mà mình giận lên thế nào cũng có người lớn nói là cái con này sao mà hư, suốt ngày nhăn nhó, suốt ngày giận hờn à, tức là họ cứ chê bai khi mình giận, họ cứ chê mình ngu khi mình sợ, họ chê mình hư khi mình giận, họ chê mình vô duyên khi mình vui. Chính cái đó nó làm cho cái đứa trẻ Việt Nam lớn lên từ từ mất cái khả năng nhận biết cái cảm xúc chân thật của mình, và rồi khi lớn lên mình không quen sống với cảm xúc thật, mình không quen nhận biết những cái dấu hiệu cảm xúc cần thiết cho cái sự sống còn của mình, để mình có thể chăm sóc mình đúng đắn. Vì vậy cho nên là một trong những cái điều mà quý vị hãy cần nhớ từ cái livestream này là đừng bao giờ chê bai con nít khi nó tỏ ra sợ hãi, khi nó tỏ ra giận dữ, khi nó tỏ ra vui vẻ, khi nó tỏ ra buồn phiền, mà hãy cho phép nó được cảm nhận cái cảm xúc của nó một cách chân thành, để rồi lớn lên nó sẽ không bị như chúng ta, nó sẽ được sống với cảm xúc một cách chân thành. Và điều thứ hai quý vị hãy nhớ từ cái livestream này là hãy làm quen sống với cảm xúc chân thành của mình. Đừng cố gắng tìm vui khi mình cảm thấy buồn, đừng cố gắng tìm vui khi mình cảm thấy giận, đừng cố gắng tỏ ra can đảm khi mình cảm thấy sợ. Không có gì xấu xa khi cảm thấy sợ, không có gì xấu xa khi cảm thấy giận, không có gì xấu xa khi cảm thấy buồn, vì tất cả những cái đó rất cần thiết cho sự sống còn của con người chúng ta. Hễ còn cái cơ thể này thì chúng ta còn cảm xúc, vì sao? Vì cảm xúc nó là kết quả của hormone trong cơ thể, và đa số là hormone trên não. Cái gì làm cho mình vui? Là vì trong não nó tiết ra serotonin, oxytocin và dopamine, đúng không? Cái gì làm cho mình giận, làm cho mình căng thẳng? Là vì trong cơ thể mình nó tiết ra cortisol, adrenaline. Cho nên á, hãy sống, hãy làm quen với cảm xúc của mình, quý vị. Hãy sống với cảm xúc của mình, và hãy cho người xung quanh được sống với cảm xúc của họ. Thấy họ nổi giận, đừng quan tâm, cứ để cho họ nổi giận, miễn là quý vị phải phân biệt được cảm xúc và hành vi, cảm xúc và hành động. Ha, một người nổi giận lên mà không quýnh ai hết thì chẳng có ai bị gì hết á. Một người mà nổi buồn lên á, không có chửi rủa ai á, thì chẳng có ai bị gì hết á. Cho nên là cái cơn giận và cái cơn buồn nó không có hại. Nhưng nếu mà giận lên rồi quay qua đánh người ta thì chính cái hành động đánh nó mới có hại. Thì khi mình giận mình đánh nó cũng có hại, mà khi không giận nó đánh cũng có hại. Cái hại là cái hành động đánh chứ không phải là cái cảm xúc giận. Rồi mình buồn lên bắt đầu mình chửi, và mình không buồn mình chửi, và mình vui mình cũng chửi, mình giận mình cũng chửi. Có
Có những người mà họ đụng đâu chửi đó, có không quý vị? Có chứ. Thì khi họ vui họ cũng chửi, khi họ giận họ cũng chửi, khi họ buồn họ cũng chửi, khi họ sợ họ cũng chửi, thì lúc nào họ cũng chửi. Thì cái mà hại người ta là cái chửi, chứ không phải là cái cảm xúc của họ. Cho nên á, quý vị phải phân biệt được là con người mình có quyền có cảm xúc và có quyền có biểu hiện cảm xúc. Mình tỏ ra giận dữ không có hại gì cho ai hết đó, cho tới khi mình đánh người ta mới bị hại. Thành ra là đừng có làm những chuyện bậy bạ, dù mình vui hay mình buồn hay mình sợ, giận hay mình sợ, đừng làm bậy. Còn lại khi mình vui, mình giận, mình buồn, mình sợ, chẳng có hại gì cho ai. Chỉ có khi mình làm bậy người ta mới bị hại thôi. Chỉ khi mình đánh người ta, người ta mới bị tổn thương. Mình chửi người ta mới bị tổn thương. Mình lừa phỉnh người ta, người ta mới bị tổn thương. Cho nên là hãy phân biệt cảm xúc là cái cảm giác cảm thấy mình sợ, cảm thấy mình giận, cảm thấy mình buồn, cảm thấy mình vui. Biểu hiện cảm xúc là cái biểu hiện trên gương mặt mình, ví dụ mình giận, mình nhăn, hay mình buồn, mình quọ, mình sụ, hay mình vui, mình cười, hay là mình sợ, cái mình run lẩy bẩy, cái đó là biểu hiện cảm xúc. Cảm nhận cảm xúc và biểu hiện cảm xúc không có hại gì cho ai, cho nên không có việc gì phải trách móc là tại sao Liên tỏ ra giận dữ. Quý vị thấy không, Liên tỏ ra giận dữ rất là hồn nhiên. Vì sao? Vì Liên hiểu được rằng cái chuyện Liên biểu hiện cơn giận nó không có hại cho ai cả, cái hại cho người ta cái hành động của mình. Quý vị, mình chửi người ta, mình vui hay mình buồn, chửi người ta đều bị tổn thương. Mình thương hay mình ghét, đánh người ta đều bị tổn thương. Cho nên cái cảm xúc nó không quan trọng, mà cái hành động mới là quan trọng, cái lời nói mới là quan trọng, cái thái độ mới là quan trọng. Còn khi người ta biểu hiện cảm xúc của người ta, khi người ta nói là người ta buồn, khi người ta nói là người ta vui, khi người ta nói là người ta giận, hay người ta nhăn nhó vì người ta giận, nhưng người ta không có đánh ai hết á, thì đừng có trách móc người ta. Hãy cho người ta sống cái cảm xúc người ta một cách chân thành, thoải mái và hồn nhiên. Và hãy cho bản thân mình được sống cái cảm xúc của mình một cách chân thành, thoải mái và hồn nhiên. Vì sao? Vì cảm xúc nó rất cần thiết cho sự sống còn của chúng ta. Nhờ có cảm xúc chúng ta mới sống còn được, quý vị. Liên có một cái anh bạn, anh kể chuyện cái thời mà cái tháp đôi ở Mỹ nó bị sập năm 2001 á, thì quý vị biết là nó sập cái đầu tiên rồi là ngay lập tức nó sập cái thứ hai, ngay lập tức luôn. Nhưng mà cái tháp đôi thứ hai á, là hầu như không có ai chết, rất ít người chết. Còn nhưng cái tháp đôi đầu tiên thì nhiều người chết. À, vì sao cái tháp đôi thứ hai nó sụp ngay lập tức luôn mà nó lại ít người chết? Thì anh chính bạn thân của Liên, à không phải bạn thân, nhưng bạn của Liên, anh chàng nó làm việc trong cái tháp đôi thứ hai. À, là tại vì hồi xưa Liên làm việc ở New York đó quý vị, cho nên là Liên vẫn còn bạn bè ở New York. Thì anh chàng này làm việc trong cái tháp đôi thứ hai mà nó bị ngã đó, bị sụp á. Anh mới kể như vậy nè. Ảnh đang ngồi làm việc thì ảnh nghe một cái tiếng động lớn khủng khiếp, cái tiếng bùm lớn thiệt lớn, thì ảnh tự nhiên là đứng dậy chạy thôi, và tất cả mọi người trong cái floor của ảnh cũng tự nhiên là đứng dậy chạy và chạy ra cầu thang chứ không chạy ra thang máy. Và họ cứ chạy xuống cầu thang, và hàng bao nhiêu người trong cái tòa nhà đó là cứ chạy 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 cho tới khi mà rồi ra khỏi tòa nhà, chạy tiếp, tại chạy một hồi ảnh mới chực nhớ là ủa tại sao mình chạy. Ảnh mới thắc mắc tại sao mình chạy. Thì anh mới quay lại, anh thấy là bụi nó bùng lên xám ngoét cả một cái bầu trời mà không biết chuyện gì xảy ra. Thì lúc đó anh mới nhảy vô trong cái tiệm, cái cửa tay, cái chỗ anh đứng lại đó, và anh ngồi trong đó một hồi lâu thật lâu, anh mới hoàn hồn lại. Anh mới nói, ủa tại sao mình chạy, không hiểu tại sao mình chạy. Cho tới cuối ngày hôm đó, lúc mà lính cứu hỏa và cảnh sát tới cái khu vực đó, và giúp đỡ cho những người ở trong khu vực đó, họ giải thích từ từ anh mới hiểu tại sao anh chạy. Tức là lúc đó anh chỉ làm theo cái sự sợ hãi, không có một tí suy nghĩ nào hết, nghe cái tiếng bùm sợ quá chạy, và chạy 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 một cách vô thức. Và tất cả những người trong cái tòa nhà thứ hai là nó là như vậy, cho nên họ mới sống còn hết. Thì quý vị thấy lúc đó nếu như họ không sợ hãi, họ nghe cái bùm, cái họ chạy ra cửa sổ họ nhìn, cái rồi họ cái phân tích cái tiếng này là cái tiếng gì, tiếng này chắc là tiếng nổ, họ tìm hiểu, họ gọi điện thoại, nó chết hết rồi. Chỉ vì cái nỗi sợ của bản năng nó khủng khiếp, nó đẩy họ chạy một cách vô thức, họ mới sống còn. Thì ra quý vị phải hiểu được rằng
Cảm xúc của mình rất là cần thiết. Cảm xúc cần thiết cho sự sống còn của mình. Và sẽ có một cái livestream khác Liên nói về cảm xúc rất cần thiết cho sự thành công. Nhưng mà Liên sẽ dừng cái livestream này lại đây, tại vì 35 phút rồi. Và hồi xưa Liên hay làm livestream 1 tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ Liên sẽ giới hạn trong vòng nửa tiếng thôi, để quý vị theo dõi cho nó dễ. Vậy thì xin dừng cái livestream này lại đây. Xin cảm ơn quý vị theo dõi, cảm ơn quý vị thả tim, cảm ơn quý vị comment. Và xin nhắc lại là quý vị hãy vui lòng ký thỉnh nguyện thư để gửi lên Nhà Trắng để đòi lại Hoàng Sa Trường Sa cho Việt Nam của chúng ta. Vậy thì cái thỉnh nguyện thư này, khi mà quý vị ký, quý vị để tên, email và báo lên cái chữ sign, sign here. Nhưng mà cái quan trọng á, là quý vị phải vô trong cái tài khoản email của mình á, tìm cái email mà được gửi tới từ Nhà Trắng, tìm cái email được gửi tới từ cái địa chỉ email We the People, và quý vị phải bấm lên cái chữ confirm email, thì lúc đó quý vị mới được tính là đã ký. Cho nên cái quan trọng là quý vị phải ký đúng cách. Thì Liên sẽ để cái Liên đã làm một cái YouTube hướng dẫn cái cách ký đó, thì Liên sẽ để cái hướng dẫn đó đây để mà quý vị theo dõi nhé. Đây là cái video hướng dẫn cách ký nè. Quý vị phải ký cho đúng cách thì là mới được tính. Và rất mong quý vị hãy làm vì vì quê hương của chúng ta, vì sự trường tồn của dân tộc của chúng ta. Hãy ký thỉnh nguyện thư gửi lên Nhà Trắng. Càng sớm càng tốt, chúng ta cần 100.000 chữ ký trước ngày 15 tháng 4. Và đây là một cái thời gian vô cùng quý giá để làm cái việc này. Xin hãy chung tay vì tương lai của dân tộc ta, vì tương lai của con cái chúng ta, vì tương lai của dòng tộc chúng ta, quý vị. Hãy ký thỉnh nguyện thư để gửi lên Nhà Trắng. Liên để cái link đây nè. Quý vị hãy click lên cái link này và ký nha. Và hãy kêu gọi anh chị em, bạn bè, họ hàng của mình. Mỗi người hãy đặt ra mục tiêu là mình phải tìm được 10 người ký chung với mình. Thì may ra đạt được mục tiêu 100.000 chữ ký. Và Liên rất cần quý vị ủng hộ cái chuyện này. Và nếu quý vị nào mà có cách nào để, à cái điều quan trọng nữa là quý vị hãy tham gia những cái nhóm Facebook mà nó có nhiều thành viên á, thì là quý vị sẽ post ở trên cái nhóm đó vậy, và thuyết phục thành viên trong nhóm đó ký thỉnh nguyện thư với mình. Một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia của tất cả quý vị. Rất mong chúng ta có được một ngày mai tươi sáng cho dân tộc. Hẹn gặp lại quý vị trong những livestream tiếp theo. Đừng quên ký thỉnh nguyện thư và kêu gọi bạn bè, họ hàng, người thân của mình cùng ký chung. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào quý vị.